nên lên một kèm, một kèm á đó, một kèm mới dít nè, ba kèm nè, thì ba kèm nhỏ nè hả, đó này của Đức nha, hiệu BS nè, của Đức nha, kèm bên đi cái chữ nó nhỏ nhỏ đây, thấy dít dẹp ha, đó này cắt điện luôn nha, mình dít dẹp mày sai lớn nè, à, 0.4, 0.8 gạch 4 gạch 10 lần tắt ha, đó. Còn cái này, cái nhỏ này là 0.4 gạch 2.5 gạch 75 ha, giờ 75. Còn giúp bác này là BH1 ha, nhân 80 BX tút ha. Đó. Còn cái đóng cái chữ ha. Còn này dít dẹp luôn. Này 1.2 nhân 65 nhân 150 ha. Đó, 4 cây. Rồi cọc kèm này ha, bán combo, mua lẻ bán lẻ luôn. Đó. Vui hè. Kiểm cắt nha. 22 18 ha. Đây có 18. Đi hè cút rồi. Rồi. Cái bộ này nè. Đó, mình bán là 800.000 nha. Đó, khuyến mãi luôn. Đó, quá rẻ nha, bình thường cây kèm này cũng 300. Đó, cái kèm này thép trắng nha. Đó. Tinh nha. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Mọi người xem coi coi.